chiều buông điểm bóng lời trân trối, khúc nhạc trò đời ba tắc sâu. Vâng, xin. Thưa các bạn, mình lúc nãy mình đi mà cái nhà linh ông chú ông về thì thôi mình xin nhờ ông mở cửa mình quay hết cái quang cảnh của cái nhà linh nha các bạn. Cái nhà linh anh ấy anh mới đã mở cửa ra cho mình đây. Chà, nãy giờ chưa mở, chưa ẩm ánh sáng hết rồi. Vâng, xin thưa các bạn, đây là cái nhà linh của nghĩa trang nha các bạn. Nhà linh và hai ở trên là cũng là lưỡng long long tranh châu đang tranh, vâng, cũng như giữ một hạt ngọc đó các bạn. Ở trong kia là của Địa Tạng Vương Bồ Tát đang cai giữ và quản lý những linh hồn của người đã mất, và ông cũng phù hộ cho những người đã mất. Còn ở trước này là cũng lưỡng lanh long tranh châu, hai ông rồng để ông cũng giống như ông cai giữ trong một cái nhà linh này các bạn. Đây là nhà linh, bên đây cũng là một ông rồng mà truyền thuyết của Việt Nam nói là nó có rồng, nhưng mà theo mấy nghìn năm nay chúng ta cũng gọi là bên truyền thuyết chứ cũng không chưa thấy rồng nha các bạn. Chưa thấy rồng thì thôi mình xin Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi chút ơi mình lên đó. Thưa bạn, đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát, đây là tất cả chung quanh cái nhà linh có ba gian hương linh nam. Vâng, một bên là đây là hương linh nữ các bạn. Đây là những cái tâm linh mà những người mà đã mất mà đã quá khổ thì người ta họ về khấn nguyện ở đây là họ xin là được giống như nhập tịch ở đây bác ạ, giống như nhập tịch ở đây. Và những cái bàn thờ linh của cái vị Phật bây giờ Bồ Tát, vâng, bên kia là hương linh nữ nha các bạn. Tháng bảy khấn xin Địa Tạng Vương, hồn siêu phách lạc khắp nẻo đường, xa đọa đường trần hoang lạc sống, địa ngục trần gian quá bi thương. Xin gửi người trần mau thức tỉnh, sống khởi đạo tâm biết luân thường, kính hiếu mẹ cha nhân đức phước, oan oan tương báo khỏi diêm vương. Vâng, xin thưa các bạn là cái cuộc sống của chúng ta thì cũng có nhiều cái mà có lắm lúc mà người ta nói là chắc lưỡi một cái là thôi kệ nó, ba một cuộc sống đời người có bao nhiêu cứ vậy mà sống thì thưa các bạn, vì chúng ta tạo nghiệp trong lúc quá khứ mà chúng ta không biết, cứ ngỡ là luật tự nhiên của tạo hóa. Như vậy nói rằng trời sinh vô sinh cỏ hay là vật dưỡng nhân. Vâng, kính thưa các bạn, hậu quả mà cái luật luân hồi đưa ta sai lầm từ bến giác. Vậy Thanh Long Vlog xin làm cái video này để cho tất cả chúng ta hãy nghĩ về một chút nhân quả, một chút báo ứng, và nghĩ về cái bánh xe sinh tử để chúng ta cũng có thể sống nó nhẹ nhàng hơn, và cái cuộc sống chúng ta nó
Xin thưa các bạn, đây là ở trước cửa nhà linh của thành phố Buôn Thuột nha các bạn. Tháng 7 oan hồn tại xác thân, chửi cha cái miệng nẻo đường tròn, đổi trắng lấy đen nơi trầm tục, cái túi y quyền bỏ nghĩa nhân. Mẹ dạy tam tùng trâu đức phước, cha khuyên ngũ giới biết đông cân. Người đời ngàn đời cửu tổ truyền tôn tử, ở cõi vô thường sống thành nhân. Vâng, xin thưa các bạn, cõi vô thường, cõi trần tục và cái nẻo đường trần của chúng ta, cái linh hồn và cái thể xác, hình như chúng ta sống nghĩ về cái thể xác nhiều hơn các bạn. Đến lúc chúng ta lâm chung rồi thì cái linh hồn chúng ta hình như bị sa vào cõi địa ngục, thì chừng đó chúng ta mới thức tỉnh và kêu thương là cuộc sống con người nó bị đầy đọa như thế ấy, và mới có cái ngày là ngày mới gọi là tháng cô hồn các bạn. Vâng, mới gọi là cái tháng cô hồn. Từ đó cái linh hồn chúng ta buông bỏ quá, buông tha quá thì nó mới có cái tháng cô hồn. Và Thanh Long Vlog xin mượn cái mùng 3 tháng 7 này là làm cái video này để cho tất cả chúng ta phải nghĩ về cái cuộc sống của chúng ta một chút, mà chúng ta phải yêu thương nhau một chút, quý mến nhau một chút, và đừng để cái cuộc sống của chúng ta nó xa đọa. Cái tuổi về chiều đếm canh thâu, tại sao sao lại nó bạc đầu, hay ta hớp vội chân thiện mỹ, hớp chén mạnh bà nước sông ngâu, chén rượu trần gian vẫn cây nồng, tắt đèn tựa cửa ngắm hỏa châu. Người ơi nở vội về bên ấy, tiếng trống giá lạnh tàn canh, tiếng kinh cầu, tiếng trống nhà ai, mỏ nhà ai, thổn thức đời ta đến bao lâu. Chiều buông điểm bóng lời răng trói, khúc nhạc trò đời ba tấc sâu. Vâng, xin thưa các bạn, cuộc sống của chúng ta rồi sẽ ra đi, sẽ đến với cái ba tấc sâu. Thì xin tất cả chúng ta đến lúc chúng ta ra đi cũng vì cái ba tấc sâu đó, và cuộc sống chúng ta vì ba tấc sâu đó, thì chúng ta hãy quý nhau, thương nhau, và có những cái cuộc sống nó nghĩ về nhân nghĩa, về nghĩ về trí tín, và nghĩ về cuộc sống hơn, thì cái ba tấc sâu ta đó nó nhẹ nhàng hơn các bạn. Nó nhẹ nhàng hơn và nó lúc ta ra đi thanh thản hơn, và hình như cái thanh thản đó cũng về được nơi của tiên cảnh và về được cái nơi bồng lai như các bạn.